Ngày 16 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh Hà Nội cho biết đang điều tra mở rộng đường dây môi giới mại dâm thông qua mạng internet. Trước đó, công an huyện Đông Anh phát hiện một đường dây sử dụng mạng internet để hoạt động môi giới mại dâm. Nhóm ổ này sử dụng trang web gái gọi đông anh.com để hoạt động môi giới mại dâm. Nguồn tin cho hay, đường dây này quy tụ khoảng 250 gái mại dâm, số tiền thu lợi trung bình khoảng 50 triệu đồng một ngày từ việc môi giới mại dâm. Theo báo công an nhân dân, Cầm đầu đường dây mại dâm trên là các đối tượng Nguyễn Hữu Hải sinh năm 1989, trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và Vương Đăng Kiên sinh năm 1996, trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Cả hai đối tượng quản lý điều hành đường dây trên các trang web gái gọi đồng anh.com và nhiều trang web khác cùng nhiều tài khoản Zalo. Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ Hải và Kiên cùng Lương Đức Long, sinh năm 1992, trú tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Nguyễn Kim Phương, sinh năm 1998, trú tại Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, đang ở tại chung cư CT8A, khu đô thị Dương Nội 2, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Hai đối tượng chứa mại dâm là Dương Thị Tuyền, sinh năm 1982 trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội và Lê Thu Thảo, sinh năm 2003 trú tại xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội là quản lý và chủ nhà nghỉ Minh Phương. Tại nơi ở của các đối tượng, công an huyện Đông Anh đã thu giữ 3 laptop, một máy tính để bàn, 23 điện thoại di động. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh News để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày nhé.